Đi ruộng các bạn ơi. Coi cha ổng làm mồi đặt chấm. Chứ rồi, tập làm chung đúng không? Thì coi luôn. Trung quế hả? Trung hổ. Có không kìa? Có gì không Út? Khúc cây là nó trùng quá. Khúc cây hả? Cái này được không? Cái này làm đặt kiểu gia đình nha mọi người, chứ không có bài thuốc gì hết trơn nha. Con gì vậy? Trời. Bắt mấy con nó lại. Nếu tao bắt lại tao nuôi. Cái bào có con út đâu có tiêu không á.
Mấy cái lợp hả? Đó một hộp. Để chỗ nào quốc? Để chỗ ấy. Còn cái dành đặt lợp ếch. Mình có gì cua với ốc với trùng hổ. Với gì nữa? Tỏi. Tỏi. Dừng máy tạnh mưa nghe mọi người. Mày có không? Ừ. Ba cái. Rồi mày cầm cái đó đi. Nè. Cầm cái này với cái lợp đi. Sao bảy. Mày đi đi. Trời mới mưa, mới tạnh mưa cái đường chân. Nhà cha mình trồng có trồng ớt với mít nè nha. Cho mọi người xem mít nè. Trồng mấy đợt rồi mình giờ trồng lại. Ớt thì cũng trồng đợt thứ hai mà giờ vô mùa dịch rồi không có đầu ra đó các bạn. Ra đợt này thì lỗ giống rồi. À, với anh cô Khang đang đi tuốt trước rồi. Mình đi theo. Mình tìm đà chỗ không đặt. Đặt lương ngày mai ra thăm. Cái sậy Dạ.
mưa gió xe đổ nó ngã. Có đám sậy nè mọi người, đám sậy này là cha ông bắt gắn nhiều lắm nè. Ổ cò trống cha. Ổ cò trống nha, chim mà. Dao. Dế này có phải của mình không? Ở đây đằng đó có cái bọc nữa không sao? Đưa ở đây, đây, đây. Có bọc đen đầu đó. Đây coi cha đặt cái bẫy ếch chỗ này. Mày lên đi đứng đó chi vậy?
Bỏ mồi vô rồi. Bẻ cái nhánh ra đi. Hết sâu 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 sâu. Nói luôn hả? Nãy giờ chờ cha mình ra, tại vì đặt cái bên đó mình không có lội được bạn ơi. Không có mặc đồ đi cuộn, không có lội qua đó được. Đặt đâu nữa? Này tới giờ là truyền thanh nó lên là sùm. Trong cái đợt tập huấn hè trực tuyến vừa qua, các đơn vị lãnh đạo
chính, các trường cũng tập trung vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy, từ giáo viên chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nắm bắt tâm lý, năng lực của học sinh để có phương pháp dạy phù hợp, đã sẵn sàng cho một năm học mới với phương châm linh động và phù hợp trong cách dạy. Các cán bộ quản lý giáo viên của ngành giáo dục và đào tạo quận Châu Thành đang xây dựng chương trình giảng dạy một cách chủ động, với sự chuẩn bị chú đáo, phát huy tốt nội lực cùng sự quan tâm chỉ đạo kịp thời. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục đào tạo Châu Thành quyết tâm đảm bảo an toàn chất lượng cho năm học mới. Từ đợt dịch cúm H1N1 lần thứ tư bùng phát đến nay, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Đông Phú kết hợp cùng mặt trận tổ quốc địa phương tổ chức nhiều hoạt động phòng chống dịch, đó là duy trì liên tục các hoạt động giúp đỡ phụ nữ khó khăn như hỗ trợ kinh tế, giúp chị em mua bán nhỏ, chăn nuôi, trồng các loại cây ngắn ngày, góp phần ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, nó bậc nhất cũng phải kể đến rất nhiều mô hình mà nó thiết thực, như mô hình không có cán bộ hội viên phụ nữ vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19, không có cán bộ hội viên phụ nữ không khai báo y tế, không có cán bộ hội viên phụ nữ trong cách ly, có 100% cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện tốt thông điệp 5K. Để tạo điều kiện cho các hộ gia đình khó khăn trong khu vực phong tỏa trên địa bàn có đầy đủ lương thực nhu yếu phẩm sử dụng trong ngày, hội thực hiện mô hình đi chợ hộ thông qua hoạt động của cán bộ hội phía ngoài, giúp được trên 200 lượt gia đình, xây dựng mô hình gian hàng không đồng, điểm tiếp nhận và hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, về hoạt động tặng bánh gạo, rau củ, thức cơm, nhu yếu phẩm. Các cấp hội trong xã đã phối hợp vận động trao tặng tổng trị giá thành tiền trên 500 triệu đồng. Kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, Ủy ban tỉnh Hậu Giang có thông báo nghỉ lễ quốc khánh và 29 trên toàn quốc như sau. Theo nội dung thông báo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được nghỉ 4 ngày từ thứ năm ngày 2 tháng 9 đến hết chủ nhật ngày 5 tháng 9 năm 2021. Trong đó có 2 ngày nghỉ lễ quốc khánh và 2 ngày là ngày nghỉ hàng tuần. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Hậu Giang yêu cầu trong thời gian nghỉ lễ, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải tổ chức trực bảo vệ, tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội trong phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch COVID-19. Và cho cờ tổ quốc, cơ sở làm việc của các cơ quan, xí nghiệp, tổ chức, hộ dân bắt đầu treo cờ từ 6 giờ ngày 2 tháng 9 đến 22 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2021. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật, căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị sẽ bố trí lịch nghỉ phù hợp và đúng theo quy định pháp luật. Hết hả? Cái chấm cuối cùng nằm đây. Việc làm ý nghĩa này đã góp phần giúp cho các hộ gia đình tiêu thụ được phần lớn nông sản do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đây là món nhà mình trồng các bạn. Sự đồng cảm sẽ chia trong khó khăn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân và nhân dân trên địa bàn đã tô thắm thêm tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Mặc dù số lượng nông sản, rau củ quả trên địa bàn không nhiều so với các địa phương khác, tuy nhiên để tiêu thụ được số nông sản hiện có trong thời điểm dịch bệnh phức tạp hiện nay, cho nên tổng chức hội nông dân huyện Châu Thành chính xem đây là trách nhiệm giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt. Ngoài chuyện chủ động linh hoạt phân phối nông sản qua tiểu thương bán lẻ, thì mới đây hội nông dân Châu Thành làm cầu nối giúp các xã Thành Phát của xã Đông Phú A đặt mua một số loại nông sản đến thời điểm hiện tại còn ứ. Ông Cổ Dương Nam, chủ tịch hội nông dân huyện Châu Thành cho biết thêm như sau. Cái ốc cái gì?
Cái đặc chấm mình kết thúc đây em ơi, sáng mình đi thăm mình quay các bạn xem nha. Giờ đi vô. Bắt ốc này đi vô luôn các bạn. Mày ra muốn làm gì nè, đây là gì chuẩn bị bán nè. Giờ nông sản mắc giá các bạn. Đi vận chuyển bán không được, mắc giá quá. Mọi người biết cây nào không mọi người? Cái này là để cây kèn hồng trồng dưới hè, trồng rất là nhiều. Rồi xong. Mời đi thăm luôn. Đường mưa trang trạc. Tới nhà các bạn ơi. Chào các bạn đi.